MV Chibu kết hợp với Ngọc Trinh được dịch ra tiếng Trung Quốc, fan tấm tắc khen ngợi. Mặc dù Đạp Gió 2023 đã kết thúc, khán giả xứ Trung vẫn dành nhiều sự quan tâm cho Chibu và sự nghiệp ca hát của cô nàng. Sau thành công tại Đạp Gió 2023, Chibu đã thu về lượng fan khủng tại Trung Quốc. Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện MV Cung đàn vỡ đôi của Chibu được dịch sang tiếng Trung Quốc và đăng tải trên nhiều nền tảng ở quốc gia này. MV được sản xuất dưới hình thức phim ngắn ca nhạc, lấy bối cảnh chính là miền Tây Nam Bộ của hàng chục năm về trước, xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy đau khổ của cô gái Ba Trà do Chibu thể hiện. Đặc biệt, trong MV lần này còn có sự góp mặt của nam diễn viên Quan Sự và người đẹp Ngọc Trinh. Nhiều khán giả đã dành lời khen có cánh cho màn tái xuất lần này của Chibu. Nội dung MV khá dễ hiểu, màu MV rất đẹp, giọng Chi đã ổn hơn rất nhiều so với lúc ra những sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Chi đã tiến bộ hơn, cảnh quay rất ấn tượng. Cùng với đó là lời khen cho sự diễn xuất của cô khi thể hiện khá thành công cảm xúc giằng xé, đau khổ của nhân vật. Ngoài mối tình buồn và cái kết thương tâm lấy đi nước mắt người xem của các nhân vật chính, MV Cung đàn vỡ đôi còn được khán giả khen ngợi khi lồng ghép khéo léo, chất liệu cải lương cùng nhiều thông điệp ý nghĩa vào kịch bản. Chibu tiếp tục thể hiện độ chịu chi của mình khi đầu tư cho MV như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ, có mở đầu, cao trào, những nút thắt và cái kết mà không bị đầu voi đuôi chuột.